Em mến chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay em chúc cô chú anh chị bạn được nhiều sức khỏe. Hôm nay em có mặt tại bến đò Sơn Đông với một đội vé của cô chú anh chị cùng xem. Đây là một chiếc ghe kéo một ngư, kéo những ống bơm cát ở trên dòng sông Sơn Đông các bạn. Đây là bến đò của xã Sơn Đông, cũng là đường lưu thông chánh của người dân ở xã Sơn Đông qua bên Long Bình Điền, quốc lộ 50 về Mỹ Tho, Tiền Giang của chú anh chị và các bạn. Bến đò của xã Sơn Đông này là đò nhỏ hơn đò Dàm Thị Hôn của chú anh chị và các bạn. Đò Dàm Thị Hôn xe du lịch Toyota lớn cũng qua được, còn đò của xã Sơn Đông này nhỏ, là người đi xe gắn máy thôi. Đây là bến đò xã Sơn Đông vào buổi sáng hôm nay, các anh chị đi làm rồi cho nên người đi qua đò cũng ít hơn cô chú anh chị và các bạn. Đây là đường vô xã Sơn Đông rồi các bạn, qua đò là vô xã Sơn Đông. Và phía bên đây là trường học mẫu giáo của xã Sơn Đông. Đây là bến đò bên Long Bình Điền qua bên xã Sơn Đông, và trường học của xã Sơn Đông ở bên đây luôn, là đường tránh lưu thông luôn các bạn. Xung quanh đây trồng rất là nhiều cây xanh, rất là đẹp luôn.
vào buổi sáng hôm nay sáng sớm cho nên mặt trời chưa có lên, video hơi tối cô chú anh chị và các bạn. Đây có một chiếc xà lan. Chiếc xà lan này chạy đi chợ gạo, chạy về Bến Tre, chạy ngang sông của xã Xuân Đông rồi. Ở đây có một chiếc ghe mía chạy trên cầu Địch Miễu, chạy ngang dòng sông của Xuân Đông mà chạy về chợ gạo nè các bạn. Một ghe chở mía đường, rất là nhiều mía luôn. Xà lan rất là lớn luôn, mức nước 3m4 rất là lớn luôn, của Long An ha cô chú anh chị và các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hoàng Hạnh miền Tây.